Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì cái chiếc xà lan ba máy của mấy chú mình đã hạ thủy rồi đây. Bây giờ là đang về bến rồi này, đang đậu ở với bến nhà chú đó ha. Đây thì đây là cái bãi, toàn cảnh ở cái bãi này, cái bãi của chú chủ tàu này. Đây, cái này là cái máy hàng đó các bạn, cái máy hàng này nè ha. Đây thì dưới đây, anh mình đang hàng những cái thứ cần thiết, với lại lắp cái cẩu với cái tời này. Qua rồi cẩu không? Cẩu cái ống đó là ống 108, cái này chiếc phà hay gì đấy, mình kêu xà lan như giống hình thức giống như chiếc phà, trên đó là cái ống lăn đấy bạn. Qua được ống lăn chưa? Rồi cùng nhau đi xuống mình khám phá từ từ ha. Nè, biết chú làm cái nghề gì đây mà không biết gắn trang bị cái tời quá trời tời này. Ở hàng rồi quá trời này. Này, cái tời này là nói là như là 7-8 tấn vậy nè, cứ lớn rồi mấy anh em mình sẽ chạy thử luôn, chạy thử ba cái động cơ này không biết nó hoạt động như thế nào đây. Đây, trước giờ cũng chưa có làm cho nên giờ cũng chưa biết kết quả là sao, để bạn cũng hồi hộp quá. Chạy nước rồng rồi, đợi nước lớn rồi mới chạy thử được rồi. Hôm nay trong phòng lái thì hôm bữa mình có quay rồi này, thì tay lái chủ lực rồi, ba máy thì ba ổ số, ba ổ ga này, ba bản tắp lô luôn. Còn đây là công tắc đèn, đèn pha, đèn chớp gì đây nè. Đó, toàn cảnh cái phần máy này, phần lái này quá đã luôn. Này cái trang bị đèn rồi nè, hôm bữa không có gắn này, chú mình gắn đèn này, chú từ công lên gắn dọn dẹp cái phòng lái thử lại. Thấy bọt đảo mấy ngày nó làm lum la nhỏ, nước đang lớn mà còn chưa nổi xà lan rồi. Ê, nước ra nè, nước ra rồi đó, thêm còn cạn mũi quá trời rồi đó. Rồi đẹp vô quá trời, đẹp vô luôn rồi, quá hú rồi. Ba máy ba đồng hồ không được làm nhìn luôn rồi.
nào nhìn luôn rồi. Mua hết, mua hết, cái nào cũng mua hết. Đó, 600 ga này 400, này 700 ga dữ ta. Hôm nay mấy anh mình phải thay đổi cái chút xíu chỗ này nè, cái ba bản tắp lô á, hôm bữa để dọc bên kia nhà mình để ngang lại nè, để ngang lại ba mấy cái chuồng ngang lại để làm vậy luôn á chú. Đúng rồi, ba cái vậy luôn á con làm. Ừ, vậy ngon rồi, cho nó nằm ngang ngang lên vậy luôn mới dễ nhìn. Hôm bữa thì dựng đứng mấy anh kia con nhỏ để nằm ngang lại bịch lại, nó mở bò két vô cái thằng sơn. Ừ, nên nó lấy xăng ở lầu. Xăng ấy xăng thường vậy ở lầu, xăng ấy nó ố mấy cái mặt luôn. Ừ. Ôi xăng, ôi xăng. Hôm bữa gắn bên kia ha, giờ gắn nằm lại. Ôi mấy mặt. Rồi, nó bắt không? Lấy dung môi nhau. Dạ, dung môi, chứ đường lấy xăng thơm. Lấy bát, lấy bát. Bắt lại này. Mình giấu rồi, ngay đã rồi. Mượn gắn đây. Cái đầu quay nó giấu đi, bắt hai đầu này trước đi. Ôi trời, ba cái máy mà nó tống à. Trời ơi, tống vậy kêu đừng lỡ bờ sao nữa. Trời nè. Trời nè. Xua máy coi không không. Không ơi. Ủa, cái giữa tống hơn hai cái mai bên, cái giữa tống dữ hơn hai cái bên. Ủa vô bờ luôn, cái này là chạy ủa vô bờ luôn rồi. 800 đều hết, 800 ga đều hết luôn. Con đang xuống tới là ba cái rồi. Có cái giữa tống quá là dữ rồi. Ba máy đúng ngàn ngàn hết luôn.
chơi tới luôn, chơi giữ luôn, chơi đuổi vô bờ luôn. Máy này buồn ghê quá, ngàn ra nó lại ghê quá. Trả số rồi, đừng đâu số nữa, ghê quá, đừng như chạy gì nó chết luôn.